chuyện này. Sao dám tặng tôi hũ muối chứ hả? Mong anh sẽ mặn mà hơn và như hũ muối em tặng. Người này không ghi tên là biết nguyên cho kẻo rồi súng răng. Ai? Tôi là tên người nào rồi? Nha, đâu có dám ghi tên của mình đâu. Tặng này hại tôi mà đâu có dám ghi tên đâu. Đớn không phải nhà của tôi. Chào bạn nhau. Nó bông xe. Mai Trúc tặng meo meo. Dễ thương nhờ. Tất nhiên mất. Tôi dễ thương sẵn hụng thiên thừa nhờ. Hoàng đế chứ biết. Hai đẹp trai rồi hả? Sữa ba để trong này rồi sao bà không tặng luôn nguyên hộp sữa. Wow, wow. Bà tặng anh sữa không nghe nữa. Mình có yêu quý, nói chung là ông đừng có làm kiểu như sổ sàng quá. Trời ơi, tặng gì mà, mình nói nhẹ 2 xúc. Em phải đi dẫn nha, phải cùi vậy nó mới nhanh. Bà nội nào, cho chai nước gì đây, thử mùi hay gì đây. Quay, cho teo chống mũi ông nội. Tôi tưởng là giải lý hương chứ. Bà tôi biết hết ra. Nếu mà đồ tặng mà tôi không dùng tôi phụ lòng mấy người. Cho nên ngày hôm nay tôi thay mặt cho toàn thể cây và đốm con mười quế mèo mèo lại là đừng có đánh trống lãng nha con. Không, đợi xíu.